chạy đi chạy đi, có đường một à. Đó, gượng theo dây lên đó, đó trên đó đó, nhanh nó mới chạy qua cái mặt luôn đó, nó thấy mình cái nó chạy đi đó. Mới giờ thấy nó trước mặt cái chạy mất tiêu. Chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Thì hồi nãy tụi em cũng đến một cái địa điểm mà cái nơi mà cái người dân người ta chỉ rằng là đã nhìn thấy Luân này cùng với ba của mình giống như anh Tư đến đây gặp một cái người nào đó. Thì khi được nhận được tin báo thì lập tức là tụi em cũng lên xe để mà đi lại đây đó coi phải là Luân này không. Thì vừa lại chưa kịp lại nữa cô chú anh chị, thì mới vừa thấy mặt thôi là tụi em cầm cái máy quay, cầm cái điện thoại lên thì thấy tụi em nhưng bỏ chạy đó. Thì tụi em cũng lấy xe gượt theo nhưng mà chạy một hồi mất tâm à. Nhưng mà người ta chỉ điểm rằng là cái anh ở khúc gần đây nè, thì để tụi em nghỉ mệt một chút xíu rồi tụi em sẽ chạy lại đó để mà xem thử coi xác minh coi phải anh Luân này hay không nha. Thì không biết là sau khi mà xuống nhà chị Giao rồi tại sao mà cái tên này nó vẫn lẩn quẩn ở cái khu vực này nhằm mục đích gì ha, hay là canh chừng coi là giả sử như là mọi người đi về hết cái anh này lại nhà chị Giao nhằm mục đích gì nha cô chú anh chị. Thì mà trước khi mà lại đó thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị một cái đoạn ghi âm. Đây là một cái người bạn thân của chị Giao cũng lên tiếng và nói về cái việc làm của anh Luân này trong cái thời gian mà quen chị Giao, khá là bất ngờ luôn cô chú anh chị. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị cùng nghe nha. Anh là bạn của chị Giao hả? Đúng rồi. Dạ. Thì có coi trên cộng đồng mạng thì mình thấy là nhỏ Giao này là bị chồng bạo hành gì đó. Mình muốn xin cái số điện thoại để mình gặp, để mình hỏi thăm được không anh? Hỏi thì là anh bạn chị Giao hồi nào luôn anh? Lúc đó toàn là thời đi học lắm. Thời đi học hả? Cũng như có 20 năm rồi. Là bây giờ là anh sao anh biết được chị Giao? Đang coi trên mạng mà, tại vì hổng gài cũng nghe nói nhưng mà mình không biết, có mới coi ngày hôm qua là mình thấy trên mạng đang livestream rồi với ấy đó. Dạ. Cũng coi. Thì anh cũng ở Mỹ Lâm luôn, nhưng mà tại vì anh có vợ về Kiên Lương. Dạ. Để mình coi, để mình lâu lâu như là em út gì nó gặp sự cố gì đó mình điện hỏi thăm, nhưng mà giờ mình không biết là cái số nào để liên lạc được. Hiện nay thì chị Giao chỉ chưa có xài điện thoại lại anh. Tại vì khi mà chị thoát khỏi người chồng đó là chị bẻ cái sim nó bỏ luôn rồi. Nên là chị chưa có sử dụng điện thoại lại. Đúng rồi. Tại có anh có xin cái số điện thoại của ông anh gần nhà ở dưới á. Dạ. Để mình điện liên hệ, nhưng mà sao mà không thấy số vậy đó. Anh đang coi trên mạng thấy cái số của em để trên đây nè. Dạ. Cho nên là anh cứ điện anh hỏi nếu có số thì anh xin, để nhiều khi tại vì mai anh cũng đi Sài Gòn đó, để mình điện gặp cũng như là cái hoàn cảnh gì đó. Dạ, hồi đó là anh học chung, hồi đó là anh học chung với chị Giao hả? Không, hồi đó là nhà anh ngang trường học. Nhà anh ngang trường học rồi. Giao thì nhà trên lộ ship. Dạ. Là chạy xuống với chỗ anh học khoảng chừng 2 cây ngoài số. Rồi hồi đó anh với chị Giao là có biết nhau không? Biết nhiều lắm, biết gần lắm. Biết gần lắm ha. Rồi có lúc trước là có đeo đuổi chị Giao không? Không đâu, tại vì thời điểm lúc trước không có đeo đuổi chị Giao. Tại lúc trước mê chơi lắm, còn nhỏ mà mê chơi lắm. Dạ. Nói chung là bạn bè hồi nhỏ vậy ha. Cũng như là anh em vậy đó. Dạ. Tại lúc trước là bên phía chị Giao này nè, bên Giao này nè, là có người chị bán quán cà phê trước cửa trường học á. Dạ. Thì mình ở đó mình dân, nói chung ra dân anh em ở đó vòng vòng đó chỉ tập trung lại quán đó cà phê thôi. Thì cũng hơi cái quán cà phê hơi đắt á. Dạ. Thì nó xuống nó tiếp đồ này kia bán, đồ này kia đồ. Vì qua cái câu chuyện của chị Giao này thì anh là một người bạn á, thì anh có cái cảm nhận như thế nào anh? Anh thấy nếu mà cái sự bảo hành như gì á, thì trước tiên á mình phải liên hệ với chính quyền địa phương ở ngoài đó để cho làm việc. Là một thứ hai nữa là cái sự việc như gì á,
là mình phải đề nghị ở phía chính quyền á là phải xét xử lưu động, xét xử lưu động mà vừa xét vừa quay luôn để cho những răn đe những người khác. Dạ. Chứ bây giờ nói chung ra, tại vì nói thực tế ra là mình công việc này mình chưa biết là người nào đúng người nào sai, mình không biết thiệt, thì không biết là xảy ra cái lý do gì mình không biết. Nhưng mà theo như mình nghĩ, nếu mà phía bên giao này á, mà đúng á, thì đề nghị ở ở ngoài tỉnh Hải Dương á, là công an ngoài tỉnh Hải Dương á, phải lúc mà đưa ra tòa xử á, là phải xử công khai để cho những người dân người ta biết, rồi sau này răn đe những người khác. Để như tình trạng như những tình trạng mà bạo hành quýnh đập này kia đồ á, nó giảm đi lại. Dạ. Chứ mình thấy mình quay cái clip mình thấy đăng lên mạng á, thì thấy cũng rất tội nghiệp, tại vì con dao nói chung ra nó rất hiền. Thì là lúc nhỏ như mình biết nó rất hiền. Dạ. Vậy là anh, biết hôm nay nữa. Vậy là anh lúc trước là anh tiếp xúc với dao là anh thấy chị dao sao? Hiền lắm, lúc trước hiền lắm. Dao là rất hiền. Rồi anh với Giao này cũng như là khi mà ra trường gọi là mỗi người có một cái cuộc sống riêng ha. Đúng rồi, tại vì lúc trước đó là điểm trước đó là mình ở dưới đó là mình chỉ đi chơi qua lại, biết tiếp xúc anh em thì nói chung ra ở đó mình lên cho nó chơi hoài à. Thì cứ cách một hai bữa là mình ở đó thì mình đi lên đó mình chơi, rồi ghé nhà của Giao này kia rồi chơi rồi này kia, nói chung ra nhiều lắm. Dạ. Từ lúc mình về trên đây mình ít có giao tiếp, ít có gặp, rồi mỗi một người đi làm việc khác với nhau. Tự nhiên Giao thì ở Sài Gòn, làm ở Sài Gòn Bình Dương, còn mình thì cứ lao động ở trên đây, ít khi nào gặp nhau. Dạ. Có nghĩa là khi mà anh xem clip thì anh thấy chị Giao này là anh nhận ra liền đúng không? Không, chưa nhận ra nữa. Mình nhìn kỹ là mới nhận ra được, tại vì phải chừng hai mấy năm mình mới gặp lại. Có nghĩa là khi mà anh biết được thông tin là tên Giao với lại ở gần chỗ đó là anh mới nhớ lại phải không? Đúng rồi, tại vì nói tên Giao mà ở lâu ship mình mới nhớ lại, nhớ chật lại với lúc mà mình nhìn cái gương mặt lại á. Dạ. Thì nó khác hồi xưa rất nhiều lắm. Dạ. Tại nói chung ra Giao lúc trước á, thời điểm lúc trước cái đẹp, đẹp gái. Thì đúng rồi, cái lúc trước lúc mà chưa bị đánh thì rất là đẹp, mà khi mà bị đánh rồi đó thì mặt mày đâu còn đẹp nữa đâu. Đúng rồi, không phải một ngày nhưng mà khác xưa lắm, cũng đẹp lắm, cái đẹp cũng như là nói chung ra cái sớm mà cũng như có dạng như hoa khôi vậy đó. Dạ. Ừ. phải chi hồi đó mà phải chi hồi đó mà anh đeo đuổi chị Giao là bây giờ chị Giao cũng đâu khổ gì đâu phải không? Dễ gì. Tại cái thời lúc đó thời trước mình đi chơi mình đâu có thích gái đâu. À. Chỉ là quen biết em út, như nói chung cái mấy này mình coi như em út thôi. Dạ. Tại vì mình đi chơi chung với mấy người anh bà con dòng họ nó, với anh em dòng họ nó, mình biết với nhau á, mình coi nó như là em út thôi. Dạ. Thì anh thấy cái số điện thoại để nè, anh tưởng đâu là mấy em có số, anh xin cái số điện thoại để mình hỏi thăm thôi. Dạ, để em có gì em liên hệ với chị Giao đi, nếu mà chị Giao có xài số thì có gì em xin cho anh nói là anh là cái người bạn sao tên anh tên gì? Anh tên Tâm, nhưng mà anh, ở dưới biệt danh mình ở dưới lúc còn hồi đó là Địa. Anh Địa ha. Ở dưới nói chung ra ở dưới 15 là kêu anh Địa, còn nhưng mà tên thực tế mình nó là tên Tâm. À, có nghĩa là mình nếu mà có hỏi chị Giao nói anh là chắc biết rồi ha, anh Địa phải không? Anh Địa, nó Địa là biết rồi. Yeah. Không, cái này em tên gì anh cũng cho phép hỏi tên ha. Em tên Thái. Thái à. Nói chung ra anh cũng thấy cái mạng đăng lên thì nói chung ra anh cũng những người bạn của Giao thôi. Yeah. Anh cũng muốn cho Thái á, thì bên YouTuber á, nếu mà có giúp đỡ được cái gì cho Giao á thì giúp đỡ thì anh cũng cảm ơn. Dạ. Yeah. Tại vì nhiều khi á, mình đi đâu cũng vậy, đi ra ngoài á, thì càng cái chi phí hỗ trợ nó hơi cao. Rồi với thêm ba mẹ của Giao á, thì nói chung ra gia đình á, cũng không có khá giả gì mấy. Cũng khổ, anh cũng biết là cũng khổ. Dạ, bây giờ nói chung là... gắng,
gắng chung gắng gượng để cho con mình nó vượt qua thôi. Dạ dạ. Thì nói chung bây giờ hiện nay thì cô chú anh chị và cộng đồng mạng thì cũng rất là quan tâm tới cái câu chuyện của chị Giao này. Thì cũng mong là sẽ làm cho sáng tỏ câu chuyện này để mà chị Giao thoát khỏi cái vòng tay của cái anh Luân này. Để mà cho chị ấy có một cuộc sống bình yên sau này để mà nuôi con. Thì nói chung là anh cũng thay mặt Giao thì cảm ơn em với cộng đồng mạng đã chung tay giúp đỡ cho Giao. Rồi sẵn qua đây anh có lời gì anh muốn gửi tới Giao rồi anh nói luôn đi, nói với chị Giao luôn để chị Giao nghe mà. Nghe phải không? Nghe. À, thì nói chung ra nói với anh Giao á thì anh Tâm là anh đệ nè. Thì anh cũng nói á, cái gì cũng vậy. Mình gắng cố gắng phấn đấu vượt qua. Tuy rằng anh không có gặp gì phía em được. Thì nhờ bên đây chia sẻ với cộng đồng mạng á thì em những cái chuyện gì buồn á em cứ bỏ riêng qua một bên hết. Còn những cái chuyện gì mà đúng với sai á thì sẽ có pháp luật của nhà nước, người ta sẽ vô vào cuộc, người ta sẽ giúp đỡ cho mình để mình lấy lại cái sự công bằng. Còn giờ mình cứ gắng cố gắng ăn uống đầy đủ, điều dưỡng nhau để lo cho sức khỏe cho con cái mình và sức khỏe của mình, chứ đừng có nghĩ về cái chuyện buồn phiền gì hết. Dạ rồi, cảm ơn anh Tâm ha. Dạ rồi. Rồi, vậy cảm ơn Thái nha, khi nào có dịp thì anh em mình gặp. Dạ, dạ. Rồi, vậy cảm ơn nha. Dạ, dạ. Thì cô chú anh chị cũng đã vừa được nghe một cái người bạn của chị Giao chia sẻ về những cái điều gì đã xảy ra đối với chị trong cái thời gian quen tên Luân này. Thì sau khi mà cái câu chuyện của chị Giao này được bùng nổ trên mạng xã hội thì không chỉ những cái người mà trên mạng xã hội không đâu, mà những cái người mà gần nhà của cái tên Luân này cũng rất là bức xúc và chia sẻ rất là nhiều điều về cái cách sống và cái lối sống của cái gia đình này. Và đặc biệt thì cũng có anh Đại ở Hải Phòng cũng đã tìm tới nơi và nhà của anh Luân này để gặp và trao đổi, cũng giống như là tìm hiểu cái sự việc liên quan tới chị Giao, tại sao mà anh Luân này lại làm như vậy. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị cùng nghe. Vào trong đấy rồi em ạ. Dạ. Tối qua bọn anh cũng có sang bên chỗ nhà luôn. Dạ. 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 Là tất cả anh em ở ngoài này là cũng có cái vấn đề mà bức xúc thì cũng bức xúc, được chưa? Dạ. Nhưng anh nghĩ là các ông già rồi. Dạ. Và vào trong ấy thì nói chung là kể cả như gia đình thì cũng có điều ra được vào, thấy chưa? Dạ. Nhưng anh ngồi em xem live ấy thì anh cũng thấy khổ thân ông già. Dạ đúng rồi, em thấy tội anh. Dạ. Bọn anh đến nhà ông bà hiền lắm. Dạ, dạ, dạ. Hôm qua bọn anh cũng từ mãi Hải Phòng xuống dưới là nội xuống dưới đấy vào thì không có ở nhà, mà các cháu thì ngủ. Dạ. Thế anh có gặp Luân không? Anh không chứ, nếu mà gặp thì đã ra chuyện, gặp thì hôm qua đã ra chuyện. Dạ. Thế bọn anh về bảo hôm nay xuống thì hôm nay lại nhìn thấy ông này đang ngồi ở đây thì anh nghĩ bảo là nhiều khi là cũng tội cho ông ở ngoài này. Thế bọn anh bảo nói câu trước câu sau thì ông ấy cũng đã nhận ông nói lắm. Dạ. Nói chung là con dại cái mang. Dạ đúng rồi. Dạ em thấy tội ông bác tự ngoại vô đây mà. Trời ơi nó làm mà giờ cha phải vô đây nghe người ta nói cũng tội lắm chứ. Đúng rồi, ông ấy cũng nhiệt tình, ông ấy vay vào trong đó nhưng mà anh nhìn cũng tội cho ông ấy, nhưng mà cái tội này thì tất cả là thằng Luân nó là phải gánh hết em ạ. Dạ đúng rồi. Em cứ yên tâm một cái là ở ngoài này bọn anh cũng nhiệt tình về cái chuyện này lắm. Dạ. Đấy, anh ở phòng anh xuống mà giờ anh đang ở ngoài thành phố Hải Dương, mà chỗ của con Dao này mới thằng Luân này là trọ đây này. Dạ. Anh đang tìm hiểu xem là trọ bao nhiêu thời gian, về nhà bao nhiêu thời gian đây này. Dạ. Thì ở cái chỗ trọ là con Dao này mới này là ngày trọ, còn là thằng này nó có vấn đề về tâm lý, bảo cảm có cái vấn đề gì về tâm lý mà như thế cả, mà con Dao này nó dại quá cơ. Dạ. Yeah. Nó như thế mà ấy, đập mẹ cửa mà xông ra chứ chết làm sao được. Dạ. Yeah. Người nọ người kia chứ. Bởi đúng vậy không? Dạ bởi vậy người ta cũng nói sao mà không tuôn chạy thì chị Dao bả nói lần này nó đe dọa. Nó đòi xuống nhà nè, quăng lựu đạn rồi chích chị ke gì ông bà nè, cho nên là chị Giao chỉ sợ.
Đàn bà khổ thế đấy. Nó... Dạ, mình có vợ mình thương không hết anh ơi, gặp có bầu nữa mà. Tối hôm qua bọn anh đến nhà ông già đây thì hàng xóm đang giềng thì người ta cũng nói là ông bà đây hiền lành lắm mà có biết con dao, mà con dao ra làm sao đâu, đến sát nhà người ta còn không biết đấy. Dạ. Không biết con này. Dạ. Thế đâm ra là nên bọn em ở trong ấy yên tâm ấy, hôm qua anh bảo là thấy bảo là thằng dao vẫn ở trong đấy mà ở ngoài này thì tối hôm qua hỏi dân làng thì thằng lại bảo là thằng này ở ngoài này nó bọn anh không biết đưa ngạo mà lần kìa. Dạ. Hồi nãy thì cha của thằng Lưng nó là nó còn nhà đang giữ con á. Dạ. Thêm như chắc là không có đâu ông già nói. Đúng rồi, cha ông nói vậy chắc chứ trời chắc nó lẫn ở đâu rồi chứ dễ gì dám nhà. Tối hôm qua bọn anh sao không có này, sáng nay bọn anh qua này giờ lên Hải Dương. Dạ, dạ. Để xem là cái chỗ trọ nói về thằng này thế nào này. Dạ. Còn anh thấy về làng ông này thì nói ở gia đình ông này cũng hiền lành lắm. Dạ. Không có gì, ông bà cũng tử tế là nuôi mấy đứa cháu con thằng này này. Dạ. Con dao này xong con vợ trước mà mấy vợ cơ. Đúng đúng rồi, nó đúng rồi. Bốn dạ. Vợ. Dạ. Bốn vợ. Chín đứa con mà. Thế mà giờ là khổ ông bà này mới bảo là có tiền cho cháu như cái cỡ này là đâu ra, đồng hưu ba cọc ba đồng ấy thì móc đâu ra. Dạ. Yeah. Đúng không, nuôi được cháu là khá rồi, còn cái loại kia thì ăn xong mới chơi chứ nó gấu mèo gì đâu. Tưởng là đầu tiên anh xem anh nghĩ là nó là gấu mèo gì chứ, nên hỏi là nó vô công thất nghiệp thôi mà trước là cái thằng giết thịt lợn. Dạ. Yeah. Ừ đấy, thế là gặp con này, con này chắc là cũng chẳng biết là đi lịch như thế nào, cứ thấy cái mã như thế là bật vào. Dạ, bởi vậy mà tại vì anh biết sao không, là cái cha ruột của chị Trao nói nè, Lưng nó vô đây nhiều lần rồi, ổng thấy hiền, không có nhậu nhẹt, không uống, hiền lành, nói chuyện rồi rất là đàng hoàng, thì ổng mới nghĩ là con dao nó gặp chúng này chắc cũng được, cũng hạnh phúc rồi, ai ngờ rước về ngoài nó lại vậy đâu. Ừ. Chứ còn ở ngoài này em cứ yên tâm, nếu mà tìm được thì chắc nó đến pháp luật thì nó chỉ còn nửa mạng. Dạ. Yeah. Anh em bức xúc lắm. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhìn cái mặt con dao, mặt mũi người ngợm như này trông nó không phải con người. Dạ, yeah, em nói với anh chứ bây giờ cho nó có là gì nữa thì vợ nó hoặc phụ nữ nó cũng nên xuống tay vậy, cho dù chị dao bà có lỗi gì chăng nữa. Nó cũng không được mà làm, trời ơi em thấy không còn gì chính mình á anh ơi. Nên là mà hôm qua nghe thấy bọn em bảo là cái thằng Luân này nó ở trong đó, mình bảo là thế mà anh em mới cần thế này. À, hôm qua anh đã định gọi cho em rồi. Dạ. Họ cố gắng mà bắt được nó trong đấy thì đẹp hơn ở ngoài này. Dạ. Ừ. Bắt được nó trong đấy còn hay hơn ngoài này nhiều. Dạ. Ừ, nó dễ xử nó hơn. Còn đến với pháp luật thì nó còn nửa mạng thôi. Cũng được. Dạ. Dạ. Ừ. Có tội là tội ba của thằng Lưng đây nè, trời ông đúng rồi anh xem, anh nhìn đấy đây, anh rất là đang xem đây. Dạ. Nhìn đấy cái tội ông sao ông hiền lành thôi thì con thì cái thôi. Em nghĩ là ba của thằng Lưng này coi như bất lực rồi anh ơi, dạy không được rồi. Đúng nó, rồi. Nó ông, không nghe. Dạ. Ông đã báo xã, báo huyện rồi mà. Dạ. Vớ vẩn là nó thịt ông ấy chứ nè. Dạ, mà nãy mới nói là bữa nó có thịt ông rồi. Thế nên là cũng nói chung là cũng có trách nhưng nó cũng không đáng trách lắm. Đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Chứ còn bé Giao bảo là mọi người bảo sao ông không cho tiền bé để bé về. Chứ nói thật nên là hai cái bạn già như thế, người bao thì đưa cháu tiền đâu ra em. Dạ. Đúng không? Dạ. Đấy, thế nên là nó cũng khó mà không biết kiếm đâu được mấy triệu vào mà đưa đấy chứ, tối hôm qua vào là yeah. Thấy bọn là khó khăn lắm. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Thế này em bây giờ vẫn còn đang ở chỗ này đấy hả? Dạ, em cũng đang ở nhà chị Giao rồi anh. Dạ, vừa mới làm việc xong mà hai cha con của thằng Lưng mới về. Ông về chưa? Dạ, mới về anh. Thì cũng tội ông ấy. Dạ tội. Thôi các bà các mẹ kia thì bực lên thì nói đúng không? Dạ. Đấy, còn anh em ví dụ như này thì cũng đồng cảm, còn cái chuyện thằng Luân nó làm đó chị. Dạ đúng rồi, đúng rồi, Luân làm chịu. Hôm qua mà vô được thằng Luân, anh nghĩ bộ hôm qua vô được thằng Luân thì ngon, bọn anh ở bên này phòng sang bên chỗ Kiên Thành đấy thì cũng không gặp nó.
Ông già đầu tiên nói nặng câu như thấy ông già ra bảo các cháu đang ngủ mì. Vợ chồng ông nghĩ khổ thân. Vòng sang chỗ chị gái nó. Dạ. Đấy em làm việc đi nhé. Lúc dạ, dạ rồi. Dạ. Khi nào mà em có ra ngoài thì em alo anh ha. Okay. Vì, dạ ít bữa nữa là em cũng đi với chị Giao ra ngoài đưa mấy bé nó về với làm việc xã mời đó. Ok. Dạ rồi. Em, dạ dạ. Em cứ ra sân bay em điện anh. Dạ rồi. Dạ dạ. Ok anh. Dạ dạ. Anh là Hùng. Dạ dạ. Thì cô chú anh chị cũng đã vừa nghe được một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái sự việc của chị Giao. Thì hiện tại thì chị Giao cũng đã chuẩn bị hành lý cũng giống như là chuẩn bị để mà lên đường cũng giống như là chờ cho sức khỏe giống như cái thai nó ổn định nó khỏe lên chút xíu á. Thì chị Giao sẽ cùng với một số những anh em sẽ đi về Hải Dương. Sẽ có những giống như là người nhà giống như là một số những anh em ở miền Nam này sẽ đi theo chị Giao ra ngoài đó. Thứ nhất là để quay chia sẻ lại cái quá trình đi tìm lại cái công lý cho chị Giao. Cái thứ hai là sẵn như là có người bên cạnh đó cho chị Giao đỡ sợ của chú anh chị, sợ ra ngoài rồi gặp cái tên luân này sẽ có những cái hành động nguy hiểm nữa. Nên mấy anh em cũng muốn tháp tùng và cũng muốn cập nhật tình hình cho cô chú anh chị theo dõi nữa. Đó thì đang chuẩn bị để mà đi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy thương tình nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Thì em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.